Kính thưa thầy chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy các cô, các anh các chị và các bạn đồng nghiệp. Hôm nay thì em xin phép được trình bày một cái overview về cái thăm dò chức năng hô hấp ở trẻ em. Mục đích của nội dung của cái bài buổi trình bày ngày hôm nay thì em sẽ trình bày 3 phần. Thứ nhất là mục đích của thăm dò chức năng hô hấp ở trẻ em, và thứ hai là những các cái chú ý đặc biệt trong cái quá trình thăm dò chức năng hô hấp cho em bé. Và cái phần thứ ba là những các cái thăm dò chức năng hô hấp mà được thực hiện ở Việt Nam đối với trẻ em ạ. Như các anh chị và các bạn cũng đã biết, các cái giai đoạn của quá trình chức năng hô hấp bao gồm có 4 quá trình. Thứ nhất là quá trình thông khí ạ, không khí đưa vào phổi qua khí quản, và phế nang, và sau đó thì quá trình trao đổi khí qua màng và vận chuyển khí ở trong máu và dẫn đến là các cái trao đổi khí qua màng tế bào. Vậy thì với mỗi một cái quá trình này thì sẽ có những các cái phần thăm dò chuyên biệt để mà đánh giá cho từng giai đoạn của quá trình chức năng hô hấp. Tuy nhiên trong cái phần ngày hôm nay thì em xin phép trình bày về cái phần thăm dò chức năng thông khí ở trẻ em thôi ạ. Thứ nhất là về phần mục đích của thăm dò chức năng hô hấp ở trẻ em thì có 3 mục đích chính. Thứ nhất là để hỗ trợ cho cái chẩn đoán về mặt lâm sàng. Thứ hai là giúp cho theo dõi điều trị, và thứ ba là để đánh giá cái sự phát triển và trưởng thành của phổi ở trẻ em. Bởi vì cơ thể trẻ em là một cơ thể đang phát triển, và cái chức năng hô hấp của trẻ cũng thay đổi theo lứa tuổi. Vậy thì cái thăm dò chức năng hô hấp thì vẫn là một cái công cụ cơ bản để đánh giá các cái vấn đề về hô hấp ở người lớn cũng như ở trẻ em. Tuy nhiên thì ở trẻ em sẽ có những cái phần thách thức và khó khăn hơn ở người lớn rất là nhiều. Bởi vì 3 lý do. Thứ nhất là trẻ rất là khó có khả năng tập trung. Thứ hai là cái khả năng hợp tác lại phụ thuộc vào cái khả năng hiểu biết cũng như là theo lứa tuổi của trẻ. Và cái thứ ba là có rất là nhiều em bé khi mà vào các cái phòng thăm dò chức năng hô hấp như vậy thì thấy nhiều các cái dụng cụ, rồi các em bé rất là sợ. Bởi thế cho nên là cái việc thăm dò chức năng hô hấp của em bé thì sẽ khác với người lớn khá là nhiều. Vậy thì làm thế nào để mà có thể giúp cho các em bé của chúng ta có thể thăm dò được chức năng hô hấp cho các con? Thì đầu tiên đó là cái môi trường của cái phòng đo chức năng hô hấp đó thì trông rất là thân thiện để cho em bé tránh cái hiện tượng là em bé bị sợ hãi. Thứ hai nữa là có thể là các bố mẹ có thể được đi cùng để cho em bé không bị sợ. Tuy nhiên là khi mà quá trình mà đo cho các con á, thì thông thường là cũng nên để các bố mẹ ở xa em bé, mặc dù tức là cũng ở trong phòng đó, nhưng nên để xa để cho mà em bé có khả năng tập trung theo các cái hướng dẫn của các cô, các cái cô kỹ thuật viên, thì như thế nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng đến cái kết quả của cái thăm dò chức năng hô hấp của trẻ. Đồng thời thì ở trong phòng đó thì cũng cần có những các cái bức tranh mô phỏng các cái bước của các cái quá trình làm, để cho các cô có thể hướng dẫn các con thông qua các cái bức tranh đó, và có những cái bộ gọi là các cái bộ tài liệu mà tương ứng với các cái giá trị tham chiếu theo từng lứa tuổi cho các con, để từ đó thì sau cái khi đo xong thì chúng ta sẽ có được cái kết quả nó phù hợp. Về mặt thứ hai nữa quan trọng, vô cùng quan trọng, đó là phần về kỹ thuật viên. Với các bạn kỹ thuật viên mà đo chức năng hô hấp cho các con ấy, thông thường phải là những bạn rất là yêu trẻ và rất là kiên nhẫn ấy, và tận tâm. Đồng thời là trong cái quá trình mà hướng dẫn các em bé đo, thông thường là các con là chúng ta thường là hay phải khuyến khích các em để làm thế nào cho các con cố gắng nỗ lực nhất có thể, và để mà bên cạnh đó để đạt được cái điều đó thì thông thường ở trong các cái phòng thăm dò chức năng hô hấp cho các em bé thì thường là có các cái phần thưởng, ví dụ như là có các cái kẹo này, hoặc là bóng này, hoặc là các cái hộp bút chì, để mà trong cái quá trình mỗi một lần các con làm được thì các cô sẽ có những cái phần thưởng để mà khích lệ các con, để sao cho các con làm được một cách tối ưu nhất ạ. Về phần phía mà các cô cần phải làm với các em bé, đó là làm thế nào có các cái hình, có các cái hình hoặc các cái trò chơi để cho em bé tập trung nhất, và
để cho em bé tập trung quan sát và làm theo được các cái hướng dẫn. Và thông thường các cái câu hướng dẫn cho các cái con ấy thì cũng sẽ khác với người lớn rất là nhiều. Thường là những cái câu đó rất là đơn giản và dễ thực hiện, và đồng thời trong cái quá trình làm đó thì bản thân các cô cũng cùng làm với các con, thì như thế các con có thể đạt được cái việc làm thăm dò chức năng hô hấp. Và có cái câu gọi là 3P, tức là rất là kiên nhẫn này, rồi làm đồng hành cùng các con này, và luôn luôn khuyến khích động viên, thì cái câu cái 3P này thì luôn luôn được áp dụng ở trong các cái phòng thăm dò chức năng hô hấp mà liên quan đến các con, liên quan đến trẻ em. Vậy thì ở Việt Nam hiện nay thì có những cái các cái phương pháp thăm dò chức năng hô hấp nào mà có đang được ứng dụng? Hiện tại thì có 3 cái phương pháp mà phổ biến được sử dụng, đặc biệt là ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Đó là phương pháp thăm dò hô hấp ký, đó là phương pháp đo sức cản đường thở, và phương pháp là đo FNO. Thì bên cạnh đó thì có 2 cái phương pháp ít phổ biến hơn, đó là phương pháp đo phế thân ký và pha loãng khí. Thì hiện tại 2 phương pháp này thì không có ở Bệnh viện Nhi, nhưng mà em biết là có ở một số các cái cơ sở, ví dụ như ở trong Sài Gòn hoặc là ở Đà Lạt của thầy sĩ thì cũng có những các cái đo phế thân ký cho các con. Vậy thì đầu tiên thì em sẽ đi vào cái phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp đo hô hấp ký. Thì dựa trên các cái kết quả đo hô hấp ký thông thường, đó là khi mà đo hô hấp ký thì các bạn sẽ đo được các cái thể tích phổi cũng như là cái lưu lượng gọi là cái tốc độ lưu chuyển khí ở trong phổi, và thông qua đó thì cũng đánh giá được các cái đáp ứng kích thích đường phế quản hoặc là phục hồi phế quản. Tuy nhiên thì với ở trẻ em thì nó sẽ khác với người lớn. Ví dụ như ở người lớn là khi mà đường cong thở ra, đúng không ạ? Cái thời gian thở ra thì cần phải tối thiểu là 6 giây. Tuy nhiên là ở trẻ em thì với 3 giây thì điều đó đã được chấp nhận rồi. Thứ hai nữa là cái FEV1 ở người lớn thì thông thường là trên 80 là bình thường, đúng không ạ? Nhưng với các em bé thì từ 85 đến 90 thì đó đã là được đánh giá là chức năng phổi của con bình thường. Và một cái điều quan trọng nữa đó là đặc biệt là trong cái thăm dò chức năng hô hấp đo hô hấp ký, thì một trong những cái tiêu chuẩn mà để chẩn đoán và theo dõi hen á, xem là bệnh nhân có hen hay không, hoặc bệnh nhân hen có ổn định hay không, đó là cái test phục hồi phế quản, đúng không ạ? Test phục hồi phế quản ở người lớn thì sẽ là chênh trước và sau khi xịt thuốc là 12% và 200 ml. Tuy nhiên thì với các em bé thì sẽ khác. Trong Gina thì vẫn nói rằng là trên 12% và trên 200 ml. Tuy nhiên trong một số các cái tài liệu mà em tham khảo thì trên 8% đã được tính là test phục hồi phế quản dương tính đối với các con. Thì đấy là cái sự khác biệt khi mà chúng ta đọc kết quả thăm dò chức năng hô hấp cho em bé. Đây là một cái sơ đồ để cái phần mà khi mà các bạn ý đo chức năng hô hấp cho các con ấy, đầu tiên là cũng phần thở sâu, đúng không ạ? Xong rồi thở thật nhanh và mạnh thì chúng ta sẽ đo được lưu lượng đỉnh và đo được FEV1, và sau đó cố gắng thở ra hết sức đó, và sau đó hít vào thì sẽ được một cái đồ thị của cái thăm dò chức năng hô hấp cho các con. Tuy đây là cái đồ thị cái hình ảnh này thì rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Tuy nhiên là ở trên cái đồ thị này á thì thông thường là hít vào thở ra bình thường, đúng không ạ? Xong hít vào hết sức và thở ra hết sức. Thì với người lớn thì cái việc gắng sức thì nó dễ hơn, dàng hơn là đối với các em bé rất là nhiều. Tuy nhiên là trong cái phần đo hô hấp ký này thì sẽ có các cái thuận lợi là bệnh là vẫn có tính khả thi và thực hiện được ở các cái phòng khám. Tuy nhiên thì cái này thì thường là thực hiện được ở các cái trẻ tiền học đường, và người ta thấy rằng là có 80 đến 90% các em bé thực hiện được cái chức năng hô hấp ký này ở lứa tuổi từ 8 đến 9 tuổi. Tuy nhiên thì cái tuổi mà nhỏ nhất có thể đo được đó là 3 tuổi, và các cái phương pháp này đã được chuẩn hóa quốc tế và có các cái giá trị tham chiếu theo các cái độ tuổi. Một trong những cái nhược điểm của cái hô hấp ký đó là cần phải sự phối hợp tác nhiều hơn so với các cái phương pháp khác trong cái thăm dò chức năng hô hấp của trẻ mà lát nữa em sẽ trình bày tiếp sau. Và trong cái thăm dò chức năng hô hấp này thì chúng ta lại không đo được thể tích cặn cũng như là cái thể tích toàn phổi.
Bây giờ em sang đến cái phần là phương pháp thứ hai, đó là phương pháp mà đo sức cản đường thở. Đo sức cản đường thở, bởi vì các em bé của chúng ta thì cái khả năng hợp tác hít vào thở ra gắng sức thì rất là khó. Và trên cơ sở đó thì các nhà nghiên cứu đã thiết kế ra những các cái phương pháp đo để mà không cần có một cái sự hợp tác quá nhiều, tức là gọi là em bé chỉ cần hít vào thở ra thông thường thôi, thì đó là cái phương pháp, dựa đó người ta đưa ra cái phương pháp gọi là phương pháp đo sức cản đường thở. Thì cái sức cản đường thở đó chính là cái lực mà cần thiết để đưa không khí vào phổi, và để đạt được điều đó thì nó phải thắng được lực đàn hồi cũng như là các cái ma sát của đường thở. Và cái sức cản đường thở này thì tỷ lệ nghịch với bậc 4 của với tỷ lệ nghịch với bình phương bậc 4 của cái đường kính đường thở. Và chính vì vậy người ta có ứng dụng trong việc đánh giá cái việc là tắc nghẽn đường thở của bệnh nhân. Và hiện nay thì có 4 phương pháp để mà đo cái sức cản đường thở đã được áp dụng. Đó là phương pháp Rank, là sử dụng các kỹ thuật đo ngắt quãng các lưu lượng ở đầu thì hít vào. Phương pháp này hiện tại thì ít được dùng. Tiếp theo nữa là phương pháp sức cản đường thở phế thân ký. Thì phương pháp này được sử dụng ở các cái nước tiên tiến nhiều hơn, nhưng hiện tại ở Việt Nam thì với áp dụng với trẻ em thì nó còn hạn chế. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp đo sức cản đường thở bằng sóng dao động, có hai kỹ thuật là FOT và IOS. Và hiện nay thì ở Việt Nam mình có sử dụng kỹ thuật đó là IOS, đó là đo cái gọi là sức cản đường thở dựa vào cái dao động xung ký. Và hôm nay thì em sẽ trình bày sơ qua về cái phương pháp đo IOS. Phương pháp đo xung ký này thì lần đầu tiên được mô tả vào năm 1950 bởi Du Bois. Và cái phương pháp này là sử dụng các cái sóng dao động có các cái tần số khác nhau, và trên cơ sở đó sự họ tính toán và để đưa ra được biểu hiện được cái sức cản của đường thở, thì thông qua hai cái chỉ số cơ bản đó là R, tức là đánh giá kháng lực của đường thở để xác định cái giới hạn luồng khí của đường thở, và X là để đánh giá cái phản lực đường thở, hay nói khác là đánh giá cái tính đàn hồi của đường thở, dựa thông qua cái công thức tính này thì chắc là em cũng bỏ qua cái phần tính toán ạ. Đây là hình ảnh của cái máy đo IOS. Em bé sẽ ngậm miệng vào cái vùng này ạ. Đó. Và sau đó thì cái xung động sẽ được đưa em bé ngậm miệng ở và chỉ thở bình thường thôi ạ. Không cần phải hít vào thở ra kháng sức. Và sau đó thì các xung động sẽ được tác động vào miệng của em bé, và từ đó sẽ đưa phản hồi lại và sẽ đưa ra các cái hình ảnh tính toán. Và ở đây thì đây là cái hình ảnh của cái cây phế quản đó. Và với các cái xung động khác nhau thì sẽ tác động lên đến các cái vùng đường thở khác nhau. Ví dụ như với cái tần số 5Hz thì sẽ xung động này sẽ đưa được đến các cái đường thở ngoại vi, hay gọi là đường thở nhỏ. Còn với các cái sóng có xung động ví dụ như là 20Hz thì sẽ tác động đến các cái đường thở lớn, hay gọi là đường thở trung tâm. Và từ đó thì người ta sẽ tính toán để đưa ra được là cái tắc nghẽn đó ở ngoại vi hay ở trung tâm. Đây là hình ảnh R5 ạ. R5 bình thường đấy. R5 thì người ta nói là đây là cái tổng kháng trở đường dẫn khí. Tức là R5 tức là đánh giá được cả cái kháng trở của toàn bộ đường dẫn khí đến tận đường thở nhỏ. Thế còn R20 thì là đánh giá đường dẫn khí trung tâm, giống như cái hình trước lúc nãy em đã trình bày. Và khi mà bất thường, tức là khi mà R5 mà trên 140% thì lúc đó được tính là có tăng sức cản đường thở. Tiếp theo X5 ạ. X5 thì là để đánh giá cái phản lực, hay nói khác là đánh giá cái độ đàn hồi của đường thở. Thế thì người ta đã dựng cái hình này lên ạ. Dựa trên X5 và R5 thì sẽ có được cái hình cái chuông này ạ. Và phương pháp đo sức cản đường thở này đã cho chúng ta cái hình rất là đẹp để chúng ta có thể đánh giá được test phục hồi phế quản có dương tính hay không. Đây là cái hình ảnh đo của bệnh nhân mà lúc mà chưa có thử thuốc ạ. Và sau khi thử thuốc đấy ạ, thì cái sức cản đường thở
sức cản đường thở sẽ giảm đi ạ, đúng không ạ? Sau khi thử thuốc sức cản đường thở giảm đi thì cái hình cái giản đồ này đã thấy là cái hình cái diện tích nó đã nhỏ đi. Thì trên cơ sở cái kết quả đo và cộng với các hình này thì chúng ta biết được là cái test phục hồi phế quản có dương tính hay không. Đồng thời thì lại cho chúng ta biết được là cái tắc nghẽn đấy ở ngoại vi hay ở trung tâm. Ví dụ như cái nơ này nó to lên thì nó sẽ là tắc nghẽn ở trung tâm, và cái nơ này mà nó to ở vùng này, vùng gọi là RP, gọi là peripheral, thì là nó là tắc nghẽn ở ngoại vi. Như vậy là cái phương pháp đo IOS này thì thứ nhất là thực hiện ở các em bé nhỏ, không cần có sự phối hợp nhiều, không cần hít vào thở ra thật mạnh, mà các em bé chỉ cần hít vào thở ra thông thường thôi, và đánh giá được thứ nhất là sức cản đường thở, thứ hai nữa là đánh giá được cái vị trí tắc nghẽn là ở trung tâm hay ở ngoại vi, và thứ ba nữa là đánh giá được là test phục hồi phế quản có dương tính hay không. Thì đấy là những cái ưu điểm của phương pháp này. Và hiện tại thì ở Bệnh viện Nhi Trung ương đã sử dụng cái này rất là nhiều, bởi vì là có thể đo được cho các em bé nhỏ từ 2 tuổi trở lên. Đó. Tuy nhiên là chỉ có một cái nhược điểm, đó là bệnh nhân phải giữ má và phải ngậm kín cái ống ngậm trong suốt cái quá trình mà em bé làm. Và cái giá trị tham khảo thì cái này thì nó lại không đánh giá được cái gọi là thể, gọi là chức năng, gọi là thể tích phổi, nhưng đánh giá được sức cản của đường thở. Cái phương pháp thứ ba mà được ứng dụng trong cái thăm dò chức năng hô hấp mà thực hiện ở Bệnh viện Nhi, đó là phương pháp đo FNO. FNO này thì được ứng dụng để trong cái theo dõi và điều trị bệnh nhân hen phế quản. Tại sao lại như vậy? Bởi vì FNO nội sinh này thì được sinh ra, được sản xuất từ cái L-arginine dưới tác dụng của cái enzyme NOS, và từ đó cái việc thông qua cái việc phản ứng viêm hoạt hóa này thì kích thích các cái tế bào đường thở, đặc biệt là liên quan đến bạch cầu uracil, sản xuất ra một lượng lớn cái NO đó. Và do đó cho nên là NO được tính như là cái chỉ gọi là cái chất chỉ điểm viêm trong cái đường dẫn khí. Và FNO thì được đánh giá dựa trên cái mức độ viêm của đường dẫn khí thông qua bạch cầu ái toan. Và FNO thì thường tăng cao khi mà bệnh nhân có hen, và hen liên quan đến tăng bạch cầu ái toan. Và FNO sẽ giảm khi mà em bé được điều trị và đáp ứng với điều trị. Và đây là cái chỉ số thông thường ở trẻ em là bình thường thấp sẽ là dưới 5 ạ. Và khi mà cao sẽ là khi mà FNO trên 35 thì được tính là cao và là có viêm tăng bạch cầu ái toan. Và đồng thời thì cái FNO này cũng là cái gọi là hỗ trợ cho cái vấn đề là theo dõi và điều trị. Và trong quá trình điều trị, bệnh nhân nếu như đáp ứng thì phần lớn là FNO sẽ giảm. Và nếu như mà không đáp ứng hoặc đáp ứng một phần thì FNO sẽ không giảm, hoặc là chỉ giảm ở trong cái giới hạn là 20 đến 35 thôi. Thì như vậy là dựa vào trên FNO thì có thể hỗ trợ cho cái việc là theo dõi, điều trị bệnh nhân hen. FNO này thì cũng khá là dễ được thực hiện với các em bé. Em bé cũng chỉ cần ngậm thôi. Và tuy nhiên thì sẽ khó hơn đo IOS một chút, bởi vì em bé lại phải thổi để có các cái chương, cái trò chơi á, để cho cái con cá nó vượt qua được cái ngưỡng để đạt được cái gọi là cái tiêu chuẩn đủ để mà đọc được cái kết quả đo FNO. Đó. Và tuy nhiên thì cũng bị ảnh hưởng bởi một số các cái yếu tố, ví dụ như thức ăn hoặc các cái hoạt động mà làm cho cái gây ra hiện tượng co thắt phế quản. Cái phương pháp phế thân ký thì cái phương pháp này em trình bày thêm hỗ trợ, bởi vì là thực sự là cái phần này thì ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng chưa có, và em cũng được học thông qua khi mà đến thăm cái cơ sở của thầy sĩ. Thì cái phương pháp này thì cho phép là đánh giá được sức cản đường thở, và đặc biệt nữa là đánh giá được cái thể tích cặn chức năng và dung tích toàn phổi. Đó, và từ đó thì sẽ cho chúng ta phân biệt được là cái rối loạn thông khí tắc nghẽn hay hạn chế, hay là phối hợp, hoặc là cả hai. Thì đây là cái buồng đo phế thân ký. Cái này thì thường là áp dụng với các cái trẻ lớn nhiều hơn, hoặc với các em bé mà phải rất là hợp tác. Thì bởi vì khi mà em bé phải ngồi trong một cái phòng kín như thế này thì thực ra thì cái hợp tác để mà đo thì không khó, nhưng mà cái hợp tác làm thế nào để em bé chịu ngồi ở trong cái buồng đó, bởi vì cái này em bé cũng chỉ cần hít vào thở ra thông thường thôi, chứ cũng không cần phải là gắng sức. Đấy, tuy nhiên là cái việc mà em bé ngồi trong cái phòng như thế này, mà để mà thuyết phục được em bé ngồi trong cái phòng như thế này cũng rất là khó khi mà thăm dò chức năng hô hấp cho trẻ bé. Phương pháp này thì không được áp dụng rộng rãi,
và cũng mất rất là nhiều thời gian. Đó. Phương pháp tiếp theo đó là phương pháp pha loãng khí. Người ta sử dụng cái phương pháp này để đo dung tích phổi. Mà những bệnh nhân mà không thực hiện được cái đo chức năng hô hấp thông thường, đo hô hấp kỳ thông thường ấy, thì và cái phương pháp này thì cũng đo được cái thể tích cặn, dung tích cặn chức năng, và cũng để hỗ trợ cho cái việc chẩn đoán rối loạn thông khí tắc nghẽn hay là rối loạn thông khí hạn chế. Và một cái đặc biệt ở trong cái phần đo cái pha loãng khí này thì đó là người ta đo được cái chỉ số làm sạch phổi, đúng không ạ? Thì từ cái chỉ số này sẽ giúp ích cho việc chẩn đoán trẻ khò khè do virus hay khò khè không do virus. Thì đây là một cái mà có được ứng dụng ở trên thực hành lâm sàng. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam thì chưa có ứng dụng này ạ. Và như vậy thì em đã trình bày những các cái phương pháp thăm dò chức năng hô hấp và phổ biến ở Việt Nam cũng như một số phương pháp mà ít được phổ biến. Và hiện tại em xin phép đưa ra một số các kết luận như sau. Thứ nhất là thực hiện chức năng hô hấp ở trẻ em là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật rất là khó, bởi vì em bé rất là khó hợp tác và cần phải dỗ. Cho nên là phải cần có một cái môi trường cũng như các cái dụng cụ phù hợp, và đặc biệt là có các cái cô kỹ thuật viên rất là tận tâm, tận tình và kiên nhẫn với các con. Thứ hai nữa là cái hô hấp ký mà vẫn được sử dụng phổ biến, đó là trong cái đo chức năng hô hấp thì vẫn là cái hô hấp ký, và bên cạnh đó hiện tại sẽ phổ biến hơn nữa đó là cái đo IOS, đo sức cản đường thở. Và như vậy có rất là nhiều các cái kỹ thuật mới để hứa hẹn có thể kiểm tra được các cái chức năng phổi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ mà ít có cái khả năng hợp tác. Và hy vọng là các nhà lâm sàng cần có các nhiều kinh nghiệm hơn cũng như là nhiều các cái nghiên cứu hơn để làm rõ và đưa các cái lợi ích của các cái phương pháp thăm dò chức năng hô hấp cho trẻ nhỏ để hỗ trợ cho chẩn đoán, điều trị và theo dõi cho các con. Vâng, bài trình bày của em đến đây là hết ạ. Em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô và các bạn.